Bên cạnh chiều lễ hội, từ hôm qua đến nay, du khách còn thích thú với màn trình diễn mổ cá ngừ đại dương tại Phú Yên, nơi phát kiến ra nghề câu loại cá này. Thú vị hơn khi du khách còn có dịp thưởng thức ngay các món ăn từ thịt cá này do các đầu bếp bên bờ biển thành phố Tuy Hòa thực hiện. Còn cá ngừ đại dương tươi rối này được cư dân mang về cảng ở thành phố Tuy Hòa vào chiều qua. Du khách và người dân chứng kiến các đầu bếp xẻ thịt cá bằng những động tác thuần thục. Cá được phi lê thịt thành các miếng vuông vức để phục vụ cho khách ăn tươi. Các đầu bếp ở đây cùng hướng dẫn cho từng du khách cách dùng lá cải cuốn cá, chấm với nước xì dầu pha mù tạt để ăn tươi. Thịt cá ngừ ở đây còn được chế biến các món áp chảo, nấu mặn. Năm ngoái tại Phú Yên, lễ hội cá ngừ đại dương, các đầu bếp còn chế biến cá ngừ ra 101 món ăn hấp dẫn. Nhiều du khách thích thú cho hay từng nhiều lần ăn cá ngừ đại dương, nhưng nhìn thấy phi lê cá và thưởng thức món ăn tại chỗ, ngay trên vùng đất đầu tiên ở Việt Nam tìm ra nghề câu cá ngừ, cho họ nhiều cảm xúc và cảm giác món ăn ngon hơn.